你问你问渴，与他不过，然后你说大家都在渴。要是你问我，从来未觉得错，如在意，那会是我？ 追追赶赶却追不到眼光，真真假假倾到你亦怯慌。如果相信我，来与我走过 ，I'll always be yours，I'll always be yours。将美感释放。 卸下你的心魔，一切交给我，请一直开朗，有我看过你，你内心的是我。I'll always be yours, I'll always be yours， 请你捉紧我，爱直到天边海角。 万里远路，有我掌舵，年华流光，无限迷茫，做我的主角。嘿，白总，志亨，哎呀，阿丽很热闹，阿爸，嗨，叶夫人，新年。你阿母爷爷，白姑都等边机去。 Chú này là chú La. Chú La là chủ nhiệm bảo vệ mới chuyển tới của chúng tôi đó. Có phải rất bảnh không? Dạ chú. Vị phu nhân xinh đẹp, chào hai chị. Cô chú đây chính là người mà lúc nãy tôi đang nói ngày mai sẽ... Sao ba tôi lại ở đó vậy ta? Có phải rất xinh đẹp không? Vô cùng đẹp gái luôn á. Cô chú à, bà chủ vừa trẻ vừa đẹp như cô, hiếm gặp lắm đó. Trời sáng chân chân vậy mà ôm nhau một đống. Ây da, tôi còn tưởng là mình dựa vào bức tường nữa chứ. Ây da, cô. Ba của mình làm bảo vệ ở đâu mà cũng không biết hả? Làm sao dẹp trận này đi? Cô ba à, cô thật sự phải nghe ý kiến chuyên nghiệp của tôi đó. Nè, căn hộ Loa bây giờ cô đang ở có hướng tốt như vậy, phải tranh thủ thị trường địa ốc đang nổi bán nó ra đi. Phải, hả? Hay, cô ba, sao cô không chịu bán căn hộ đó chứ? Nè, tôi nói cho cô biết nha, sau này chính phủ sẽ bày mấy cái độc chiêu gì đó, cô sẽ không bán được với giá tiền này đâu. Hả? Nè, alo? Có lộn không vậy? Đang nói chuyện với người ta tự nhiên cúp máy ngang à? Bất lịch sự thiệt. Ba mới nhầm đó. Ba thiệt là con biết ba thích căn hộ lô A đó, nhưng cũng đừng có giả làm sale hoài có được hay không? Ba biết ba diễn kịch dở mà, nếu như bị lộ tẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể kiện ba lừa gạt hay là dối trá, tới lúc đó còn không có cứu được ba đâu. Ba tám với bả thôi mà, sợ cũng chưa từng sợ qua. Tất cả cũng tại bà má xấu xa của con đó. Năm đó con lấy trộm tiền đặt cọc đi phẫu thuật thẩm mỹ, thì bây giờ ba đã ở Loa hưởng thụ rồi, tới lượt bà đó sao? Ba làm ơn đi, nhắc lại chuyện đó làm gì, con cũng đã quên hết rồi. Bây giờ chúng ta cũng rất tốt mà. Nè, cản đi. Là con nói tốt thôi, ba không có nói nha. Có ai làm mẹ mà tệ như vậy chứ. Ăn trộm tiền đặt cọc thì thôi, còn mặc kệ đứa con, bỏ đi hai mươi mấy năm vẫn chưa về. Ba nói làm gì chứ, từ lâu con đã coi như không còn tồn tại nữa rồi. Con coi như má không còn ở đây nữa. Hả? Vậy cũng được có trù má con như vậy. Nói sao cũng là hai má con mà. Nè, cạn ly đi. Má con gì chứ, suốt ngày nói mấy chuyện không vui. Được rồi, không có nói nữa. Không nói nữa. À phải, nè, sao con nói là đi tập quấn mà sao tự nhiên chạy về đây vậy? Dạ không, mấy ngày nay trời trở lạnh nên về lấy thêm áo mặc thôi. À phải, lúc nãy con kiếm ba ăn cơm đó, nhưng họ nói là ba chuyển đi chỗ khác rồi. Nè, chuyện quan trọng vậy sao ba không nói với con? Cái gì mà quan trọng chứ, ba định tối nay về mới nói cho con thôi mà. Vậy chừng nào ba trở về chỗ cũ vậy? Coi bộ hơi lâu đó. Mấy chuyện điều động nhân sự, sao tới lượt ba lên tiếng chứ? Đúng rồi ba, ba cũng đâu còn trẻ nữa, cứ chuyển tới chuyển lui như vậy hoài bộ vui lắm hả? Hay là nghỉ hưu sớm hưởng phước còn hơn. Thằng quỷ, ba cũng im lặng nhịn nhục thôi à. Được rồi, ba biết con hiếu thảo mà. Nhưng mà ba nói thiệt, ba hàng ngày ở trong khu thương mại đi qua đi lại, chém gió với mấy bà hàng xóm này nọ, có cái gì mệt mỏi đâu chứ. Nè còn nữa nha, ít nhất lần này á cũng thăng chức ba thành chủ nhiệm bảo vệ rồi mà. Ý... Ây chà, nói gì thì nói. Đầu này thì nói thăng chức lên lương cho ba, đầu kia thì chủ nhà gọi điện thoại tới lên tiền nhà. Có phải chủ nhà gắn máy nghe lén ở trong nhà này không vậy? Nè không phải chứ.
Bà thiếu ông bao nhiêu tiền? 700 mấy lận đó. 700 mấy? Thăng chức lên lương cộng lại cũng không đủ cho ông nữa kìa. Trời ơi. Nè ba, nếu như ba chơi tiền thuê mắc như vậy, hay là mình dọn xa xa một chút, có thể cùng một giá tiền thuê mà thuê được một căn hộ lớn hơn đó. Ê, thôi bỏ đi, không cần đâu. Bây giờ tiền thuê chỗ nào cũng mắc như vậy à. Hơn nữa khu này chúng ta ở lâu như vậy rồi, nhất định còn hơn nhất động mà. Ba coi ba kìa, ba vừa muốn kiện cáo, vừa muốn chấp nhận. Anh có mệt không? À, có một chút. Em đấm lưng cho anh nha. Ờ. Anh đó vừa về tới nhà đã dán mắt vô cái máy tính, sao mà không đau nhức khớp xương được. Ừ. Nói gì thì nói, sao tự nhiên mua thêm cái laptop về như vậy? Ờ không, anh thấy gần đây công ty nhiều việc quá, ngày nào cũng phải tăng ca. Mua thêm một cái máy vi tính, đem luôn việc về nhà làm, như vậy sẽ có nhiều thời gian để mà ở bên em và con gái rồi. Trong phòng cũng có máy bàn mà. Chính vì anh không muốn đánh máy lớn tiếng làm ồn em ngủ mà, nên anh mua thêm cái này, làm việc ở phòng khách tới mấy giờ cũng không sợ. À, được rồi. Ở trời, đúng rồi, hôm nay Viện dưỡng lão lại gọi điện thoại tới nói là bác không chịu ăn cơm. Ông nói là có người đổi đồ ăn của ổng. Ba lúc nào cũng như vậy, thiệt là khó phục vụ. Đừng vậy mà, ổng cũng không muốn đâu. Ai lại muốn mình bị bệnh chứ. Em nghĩ ổng cũng có nhiều người quan tâm ổng thôi. Chỉ có em mới dỗ ngọt được ổng thôi, nói chung là vất vả cho em rồi. Ổng là ba chồng của em mà, cũng là một nửa ba ruột của em rồi, vất vả cái gì chứ. Cũng hơn là có người vợ giỏi giúp cho anh coi chừng cái gia đình này thôi. Bởi vậy em mới nói, sau lưng người đàn ông thành công sẽ có một người đàn bà. À, bà xã. Hử? Đúng rồi, tiền sinh hoạt của tháng này. Ừ. Nè. Sao vậy? Anh đủ tiền tiêu tháng này rồi mà. Bây giờ anh là quản lý rồi, có lúc vào giờ trà chiều mà người ta uống ly trà, lúc nào cũng tính toán thì kỳ lắm. Đừng mà, bây giờ tiền gạo củi đường muối lên giá, em để dành xài đi. Mắc thì mua mắc, rẻ thì mua rẻ thôi mà. Tóm lại, đại hậu phương thì giao cho em, anh thì cứ hướng về phía trước, cố gắng kiếm tiền. Khuya rồi, ngủ đi. À, anh nghĩ là mình còn phải làm hơi trễ đó. Em ở thì cứ đi ngủ trước đi, mai sáng còn phải đưa con đi học nữa. Em ngủ trước đi. Vậy đừng làm khuya quá nha. Ừ. Sao em còn chưa ngủ vậy? Không có, em muốn đợi anh luôn thôi mà. Hôm nay muội muội vẽ một bức tranh, anh coi nè. Bức tranh cũng đẹp quá ha. Anh coi kỹ đi. Nè, nè, hai người bạn nhỏ đó. Muội muội có bạn trai khi nào vậy? Kêu nó dẫn về nhà ra mắt mọi người đi. Trời ơi, đừng giả điên mà. Muội muội nói là muốn có em trai. Vậy sao? Ừ, bây giờ có một mình nó thì nó hơi buồn một chút. Nhưng mà em nghe chuyên gia nói là hai bạn nhỏ tốt nhất là không nên cách xa nhau quá. Em cũng không muốn là sản phụ cao tuổi. Không phải là anh không muốn, mà là anh không được. Không được gì? Ý anh nói là anh sợ là mình không nuôi nổi. TV cũng nói như vậy mà. Nuôi một đứa nhỏ bây giờ mất mấy chục triệu. Anh thật sự muốn sinh thêm một đứa, nhưng mà làm mất đi nguồn vốn của mùi mùi. Không phải đâu ông xã. Khoan đi bà xã à, ngủ thôi. Chuyện này chúng ta bàn sau nha, được không? Anh phải đi ngủ đây, mai còn phải họp nữa. Không tỉnh táo sẽ bị ông chủ chửi đó. Ngủ đi, nha. Nè. Mọi người à, má Chu à, được kiếm đẹp quá, có thể dạy tôi vài chiêu không? Ở đây múa kiếm không có ai nói dạy ai đâu, thích thì cứ tự tiện xuống múa lúc nào cũng được. Chào buổi sáng. À, cô Chu. Cô Chu. À, cô La, sao sớm quá vậy? Đúng đó. Chào buổi sáng má. À, có phải cũng đủ rồi không, hay là con đi uống trà với má? Uống trà gì chứ, không phải hôm nay con có quà phải phát sao? Hả? Ờ, phát gì vậy? Phát gì vậy? Ha, con cũng quên mất luôn. À, thảm mỹ viện của tôi khai trương. Ở đây có phiếu giảm giá cho mọi người. Tới lúc đó nhớ tới sớm ủng hộ nha. Chúng tôi lúc đó có quà tặng kèm cho mọi người nữa. À, quà tặng gì vậy? À, tất cả đều là sản phẩm dưỡng da mới đó. Nè. Đúng rồi. Có thể cho thêm mỗi người 2 tờ không? Cho thêm 2 tờ đi. Cho thêm đi. Dạ được.
má tôi có dặn nhất định phải đưa cho mọi người trước đó. Tốt quá. Má Chu à, bà thiệt có lòng với chúng tôi đó. Vậy lúc đó mọi người nhớ tới sớm ủng hộ nha. Được rồi. Lấy thêm 2 tờ đi. Nè. Đúng rồi. Nói gì thì nói nha. Cô có mời mấy ngôi sao ca sĩ tới cắt băng hay không vậy? Tôi chỉ là tiệm nhỏ thôi, sao mời nổi ngôi sao chứ. Trời ơi, cần gì mời ngôi sao, có má Chu là được rồi. Má, có được không? Má suy nghĩ trước đã. Nè, cái đại thụ chết tiệt, anh đi toilet sao không biết đóng cửa vậy? Nè, hồi nãy trong nhà của mình tôi thôi nha, đóng cửa làm gì chứ? Đóng cửa lớn rồi kìa, tại cô tự đi vô thôi. Tôi còn chưa nói cô đó, tôi không tin là cô chưa từng thấy người ta đi vệ sinh. Chà, sáng sớm ăn mặc như vậy làm trò gì đây? Liên quan gì tới anh quản được sao? Đừng có gãi nữa mà anh hai. Gì chứ, kinh tởm lắm hả? Ngứa phải gãi thôi, gãi rồi không ngứa nữa. Tôi biết cô không muốn nhìn thấy tôi chứ gì. Tôi đi. Anh là đại thụ, làm ơn từ nên tuân thủ những quy định sống chung này nha. Không được mặc quần xà lỏn, không được gãi đùi, không được móc cước mũi, không được đi toilet, không rửa tay, không được không đóng cửa toilet. Cái gì? Không được đứng lại. Cô coi tôi là nô lệ hả? Tôi chỉ muốn sau này chúng ta sống chung ít cãi nhau thôi. À, còn thiếu một cái, không được vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên. Khùng rồi mà. Ê, xong xuôi hết. Chà, nước bây giờ chảy mạnh vô cùng. Cảm ơn nha anh Bôn. Nè, tôi có nấu canh cá linh bột sắn, uống một tô đi. Chà, sao mà khách sáo dữ vậy. Canh hạ quả đó nha. À, tôi cũng đi nhiều nhà trong làng này để mà thông cống rồi. Nhà chị là ngăn nắp nhất đó. Tôi muốn biết chị tốn hết bao nhiêu tiền vậy? Chồng tôi có người quen, tiền có giới hạn thôi. Nếu như anh nói nhà tôi sửa đẹp hả? Nhà của Kiki còn đẹp hơn nữa đó. Nghe nói lúc sửa chị tốn hết 10 mấy ngàn à. Chà, 10 mấy ngàn? Bộ giàu lắm hả? Có gì chứ, chồng chị lúc đó trúng số thôi mà. Tiếng gì vậy? Bộ giọng từ hả? Chắc lại là tiểu viên tử một mình ở nhà đánh banh thôi. Tiểu viên tử? Chính là con gái của cô Nguyễn kế bên đó. Mỗi lần nó đi học về, nếu không mở tivi to hết cỡ thì lại một mình ở đây đánh banh. Đánh tới nỗi rầm rầm, ồn tới đầu tôi muốn đau luôn. Chà, làm vậy là không được đâu. Hay là kiếm ba má nó kiện đi. Kiện cái gì chứ, ba nó mất lâu rồi. Má nó thì phải đi kiếm tiền nên nó một mình ở nhà. Chà, tiểu viên tử đó lớn hay không? Để bé gái chưa đủ tuổi vì thanh niên một mình ở trong nhà là phạm pháp đó. Mấy chuyện này anh không nói tôi không nói thì sao có người biết chứ. Mẹ đơn thân cũng khổ lắm. Một người đàn bà dẫn theo đứa con gái còn phải kiếm tiền, chị cũng không muốn đâu. Anh Bôn à, không phải anh sẽ nói ra ngoài chứ? Không. Anh nhìn cái gì? Em là tiểu viên tử hả? Anh là trên bộ phận kêu xuống để thông cống, sửa ống nước và sửa điện nước đó mà. Vậy tới là vô cống rồi, nói nhiều quá làm gì chứ. Má có nói không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Nè tiểu viên tử, tiểu viên tử à. Sếp U. Hành động theo kế hoạch. Hành động theo kế hoạch. Hai người, tôi giới thiệu với hai người. Đây là đồng nghiệp mới tới, Mạc Gia Luân. Đây là cấp trên của anh, Chu La. Đây là sư huynh của anh. Chú La, chú Lực, chào hai người. Gọi con là luôn được rồi. Chú La là chủ nhiệm bảo an cấp cao của chúng ta. Sau này anh phải cố gắng theo chú học hỏi giờ. Cao cấp gì chứ, cao tuổi cấp bậc thì có. Chú La, nhìn chú còn rất trẻ. Quan trọng nhất là kinh nghiệm phong phú. Sau này con sẽ cố gắng theo chú La học tập. Có việc gì cứ dặn dò con. Rót trà bưng nước, mở miệng con sẽ lập tức làm liền. Ở đây có một phần là thời gian biểu tuần này của chú La. Ở đây có đầy đủ hết tuyến đường đi tuần của chú La trong một tuần và thời gian nữa. Cũng hơi là tôi thông minh, yêu cầu sếp Ô Chan qua đây giúp tôi coi chừng ba của tôi. Nếu không thì chắc chắn còn phiền dày dày. Nè, anh nhớ sau này sinh hoạt hàng ngày của ba tôi có gì thay đổi thì phải lập tức thông báo cho tôi biết ngay, có biết không? Tin tức mới nhất, chiều nay 2 giờ rưỡi có một thẩm mỹ viện ở khu thương mại sẽ khai trương. Chú La lúc đó sẽ tới hiện trường để chủ trì đại cuộc. Hiểu rồi.
lúc nào cũng kêu tên ba tôi, dễ lộ tẩy lắm. Không được, phải đặc biệt danh chồng mới được. Vậy sếp La, sếp muốn đặc biệt danh gì? Ba của tôi tên là La Bạch. La Bạch. Được rồi, vậy biệt danh lần này gọi là Da Heo. Da Heo Cà Rốt. Tên hay lắm sếp La. Má Chu, chị còn ngồi đây hả? Trời ơi, không phải chị phải tới thẩm mỹ viện của con dâu chị cắt băng sao? Nhắc thì có nhắc, nhưng không biết phải thiệt không. Thời gian thì không nói chắc. Có thể không cần tôi đâu. Trời ơi, cái tiệm là của con dâu chị mà. Chị thân là má chồng, không tới ủng hộ, coi sao được chứ. Nói thì nói vậy chứ, có lẽ nào điện thoại cũng không có cuộc nào. Có thể bên tiệm bận quá, không nhớ gọi thôi mà. Gọi cuộc điện thoại có gì khó chứ. Đúng rồi đó. Mọi người, đây chụp hình nè, chụp hình kìa. Đầu đầu coi với. À, vui thiệt á. Tiệm này cũng được quá à. Nè, ở ngoài nhộn nhịp lắm. Cảm ơn hai chị nha. Má chưa còn chưa tới hả? Em không biết nữa, sáng nay em có nhắc má rồi. Lúc nãy em còn gửi tin nhắn cho bà ấy nữa mà bà ấy không trả lời. Có khi nào bà không thấy không? Hả? Giờ để em gọi lại lần nữa. Không có ai nghe máy. Nè, mau ra ngoài cắt băng đi, nhiều người đang đợi em lắm đó. Hả? Đúng đó, bây giờ làm thì không tốt lắm đâu, đi thôi. Đi đi. Dạ. Đi. Tới đây, tới đây, tới đây. Hoan nghênh các vị hàng xóm, trong trăm ngàn bận rộn tranh thủ thời gian rảnh tham gia khai trương thẩm mỹ viện Phụng Tô. Trước hết chúng tôi xin mời bà chủ xinh đẹp Tô Phụng Ni lên phát biểu vài câu. Và chủ trì buổi cắt băng đơn giản mà long trọng. Lưỡi gà giòn, lưỡi gà giòn. Trước tiên, tôi rất cảm ơn mọi người. Có rất nhiều hàng xóm tôi ủng hộ tôi. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức cung cấp việc phục vụ thẩm mỹ chất lượng tốt nhất cho mọi người. Mọi người sau này sẽ càng xinh đẹp hơn. Dạ, dạ, không thể dứt đề. Giờ lành tới rồi, cắt băng thôi. Cắt băng, cắt băng. Cắt băng luôn hả? Má chồng em kìa. Hả? À, các vị hàng xóm, bây giờ chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng bà chủ lớn. Má Chu sẽ tiến hành lễ nghi chặt heo quay giùm chúng ta. Má, chúng con đợi má chặt thịt heo quay đó. Qua đây đi. Qua đây. À, qua đây, qua đây. Má, tới lúc má biểu diễn rồi đó. Nè nè, Triết à, con phải chụp thêm vài tấm cho má Chu nha. À, đúng rồi đó. Má Chu đúng à, đó. Nhìn qua bên này. Một, hai, ba. Được, cảm ơn nha. Ngon quá. Qua đây đi. Không về nhà đi đâu vậy ta? Chị Chu, chúc mừng nha. Cảm ơn chị nhiều. Tặng chị nè. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha chị La. Chị là vị khách thứ 38 nhận được quà, cho nên chị có giải thưởng đặc biệt hôm nay của chúng tôi, chính là một giây phục vụ làm mặt. Wow. Trời ơi, có giải đặc biệt hả? Biết vậy tôi không lấy trước đâu. Cái gì vậy? Nói hết thì chị La cũng là vị khách đầu tiên, sao còn không mau dẫn chị La vô phục vụ tốt cho chị đi. Vậy chị La, bây giờ chị có thời gian không? Có thời gian. Nè thân ba, điện thoại của chị đầy pin rồi chứ? Đầy rồi, xài lâu cỡ nào cũng được. Vậy lát nữa tôi sẽ phụ trách quan sát điện thoại, chị thì phụ trách lái xe, ok? Ok. Thấy chưa? Thấy rồi, chuẩn bị lái xe. Quẹo trái. Trái. Dừng, chạy qua rồi, lùi lại đi. Ý, chạy lên trước. Được rồi. Chỗ này. Quẹo phải tiếp. Phải, chạy lên trước một chút. Lên trước một chút, nè, dừng. Hả? Thích xé gì hả? Ở đây còn nhiều lắm nè. Chị hai. Cái gì? Hình như không có động đậy nữa. Nguy rồi, bị lật xe. Sao chị bất cẩn quá vậy? Trời ơi, điện thoại của em cũng rớt xuống luôn rồi. Đừng lớn tiếng quá, người ta nghe thấy đó. Vậy tính sao đây? Về nhà rồi tính tiếp. Đi về không vậy hả? Xe điều khiển này là của con trai tôi đó. Điện thoại của tôi cũng ở trỏng. Họ sắp về rồi, tính sau đi. Thank you.
chơi vậy đâu. Em đánh trúng con cá mập mới được chứ. Chị ơi, sao không được vậy? Hay là chị chơi giùm em? Được, cảm ơn chị. À, hay quá chị ơi, hay quá. Cố lên, cố lên. Hay quá, hay quá. Bé Thương. Má ơi. Nè em quên lấy phiếu nè. Nhóc con trộm phiếu hả? Sao con hư quá vậy? Trộm phiếu của người ta cũng được sao? Con không có ăn trộm, con chỉ muốn trả lại cho em. Con còn nói dối nữa hả? Má của con đâu? Má con đang đi làm rồi. Ai dè lại hư như vậy? Thì ra có ba đẻ không có má dạy. Con nói gì vậy chứ? Tiểu Viên Tử, không có được hổn như vậy. Tôi nghĩ là chị hiểu lầm rồi. Lúc nãy tôi thấy nó chơi với con của chị, nó không phải là muốn trộm phiếu của con chị đâu. Nó chỉ muốn trả lại phiếu cho con chị mà thôi. Còn nữa, nó chỉ là đứa bé gái chứ không phải nhóc con. Là ba mẹ của người ta, lời nói cử chỉ cũng quan trọng lắm. Lớn mà không tốt thì sẽ dạy hư con nhỏ đó. Thím hai. Bé Cường à, chúng ta đi thôi. Nè, không cần phải gấp ăn như vậy, đâu có ai dành ăn với em đâu. À, nghe cô Lan nói à, em tên là Tiểu Viên Tử hả? Người trong kênh này ai cũng gọi em là vậy, còn anh? Anh tên là La Đại Thụ, em có thể gọi là anh Paul. Anh tên là Đại Thụ, vậy em trai của anh tên là Ba La. Em trai của em mới là Ba La đó, ở nhà anh không có em trai. Vậy tức là giống em. Anh lấy vợ chưa dễ đẹp không hả? Cổ thì tự thấy mình đẹp lắm, nhưng anh thì thấy hơi hơi. Vậy tại sao lại kết hôn? Có phải anh làm người ta có bầu? Trời ơi, em nói gì vậy? Em đúng là con nít quỷ mà. Em không biết, bây giờ trên phim cũng hay chiếu vậy mà. Phim truyền hình bây giờ đúng là dạy hư trẻ con mà. Nè, ăn no rồi về nhà đi. Không được đâu, hồi nãy lúc em đi ra ngoài quên đem chìa khóa rồi. Vậy em có gọi cho má của em chưa? Em gọi rồi, má kêu em đi dạo trong khu thương mại để má tan ca. Kêu em một mình đi dạo trong khu thương mại hả? Bé gái à, một mình em nguy hiểm lắm đó. Nếu như có người đi với em, vậy thì không một mình rồi. Chị La, chị coi tôi làm có được không? Nè, tôi thấy chị là người khách đầu tiên của tôi sau khi khai trương. Tôi tặng thêm phiếu massage da cổ cho chị nha. Được, cảm ơn nha. Tôi cảm ơn chị mới đúng đó. Chà, chị có biết không, cái nệm mà tôi đang nằm ở chỗ thì cứng quá, còn chỗ thì mềm quá, làm cho lưng tôi đau muốn chết à. Tay nghề của chị cũng tốt ghê. Cảm ơn nha, lúc tôi ở trên đó cũng học qua mà. À, đúng rồi, trước đó chị làm việc ở đây mà ha. Lúc đó mới xuống cho nên làm thêm ở đây. Sau đó thì bà chủ nói phải đi di dân. Bà thấy tôi cũng có nhiều khách quen cho nên hỏi tôi có hứng thú sang lại tiệm không. Tiền sang tiệm có mắc không? Vậy cũng không thể nói là thực sự quá mắc. Vậy tất cả là bao nhiêu? Hả? Tại tôi không biết sự tình ở chỗ này cho nên muốn tò mò một chút thôi mà. Tôi thấy lúc nãy chị mới khai trương mà phản ứng tốt ghê. Vậy chắc tôi cũng có thể sang lại tiệm nhỏ làm ăn nhỏ, thử cảm giác làm chủ ha. Tiệm nào cũng khác nhau mà. Khó nói lắm. À, hiểu mà. Tiền cũng là một vấn đề. Nhưng mà tôi thấy bây giờ ở đâu cũng có thể mượn tiền được mà. Nè, ngân hàng cũng mượn được, mấy công ty tài vụ cũng mượn được, vay nặng lãi cũng mượn được mà. À đúng rồi, tiền ở đâu mượn về vậy? Tôi tự mình dành dụm đó. Còn lại thì tôi mượn của họ hàng tôi thôi. Thật ra cũng tại anh không tốt, tự nhiên chân lại bị thương. Nếu như có thể cùng hành động với em, nhất định là có thể phá án rất nhanh. Nhưng mà không sao, bây giờ anh cũng có thể dùng cách khác giúp cho em. Tư liệu em cần đi. Sau khi em gọi cho anh đã cho người đi điều tra hoàn cảnh của Tô Phụng Ni. Chồng của chị là trưởng ca của một xưởng may mặc địa phương. Tiền lương nói chung á cũng chỉ bằng người làm công bình thường. Còn họ hàng dưới quê của Phụng Ni á cũng không có bao nhiêu người có tiền hết. Ý anh muốn nói là họ hàng của chị vốn dĩ không có tiền dư để cho chị mượn. Anh cũng điều tra tài khoản ngân hàng của vợ chồng chị rồi, cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn thôi, với lại cũng không có ghi chép vay mượn nào hết. Tô Phụng Ni này nói với em á là bản thân cực khổ kiếm tiền rồi mượn thêm tiền của họ hàng nữa. Hả? Quân lừa đảo mà. Anh nghĩ người này á nhất định còn giấu rất nhiều chuyện. Cảm ơn anh, sếp Hình.
Anh đã nói ra ngoài đừng gọi anh là sếp hình rồi mà. Valentino. Valentino. Anh có thể đừng có nói chuyện hôm nay cho sếp ô biết hay không? À, xin lỗi nhanh, chúng tôi không phục vụ khách nam. À, có phải anh muốn tặng quà cho bạn gái không? Tôi có thể giới thiệu cho anh. Loại này hả? Tốt lắm. Thành phần trong kem dưỡng mắt của nó hoàn toàn là từ thiên nhiên, dưỡng ẩm rất tốt. Anh à, hay là vậy đi, để tôi tính tiền giùm cho anh nha. À, nếu như anh mua đủ 4 hộp thì tôi có thể giảm 20% cho anh. À, anh... Không cần đâu, tôi vốn không định trả tiền. Hả? Sao hả? Gặp những người khách như tôi chắc là khó xử lắm hả? Nhưng mà cô không cần sợ, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ cho cô. Có tôi bảo vệ cho cô, đảm bảo không ai tới phá cô được. Anh ơi, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là tiệm nhỏ thôi, chúng tôi không có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Hey, cô không cần khiêm tốn như vậy. Tôi đứng trước cửa tiệm của cô cả buổi chiều rồi, nhiều khách tới ủng hộ như vậy, sao lại nói là không làm ăn được chứ? Anh à, chúng tôi thật sự không kiếm được nhiều đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên mới khai trương của tôi thôi. Nè, đừng nói tôi không có tình người nha. Vài ngày nữa tôi sẽ tới, cô biết làm sao rồi chứ. Nhưng mà cô tuyệt đối không được báo cảnh sát, nếu không thì thẩm mỹ viện trở thành chỗ quỷ dung nhan thì không hay cho lắm đâu. Nè, mấy cái này hơi trễ một chút đó, coi như là kỳ đầu đi. Anh ơi, chúng tôi thực sự không có tiền. Cô có nhận ra tôi không? Nhận ra. Hồi nãy tôi khai trương, anh ở ngoài phụ mà, đúng không? Cảm ơn anh. Không phải. Cô nhận ra tôi không? Bánh đồ Phụng Lợi. Tôi chính là Mạch Gia Luân ở kế nhà cô ở dưới quê nè. Luân Đen. Đúng vậy, Luân Đen nè. Không ngờ đã mười mấy năm rồi. Lúc nãy nếu anh không nói giọng Thuận Đức, tôi cũng thực sự không nhận ra anh. Đúng rồi, lúc nãy tôi nghe nói có người gọi cô là chị Chu. Cô kết hôn rồi hả? Mấy năm rồi. Không ngờ là mười mấy năm không gặp, cô không chỉ đã kết hôn mà còn trở thành bà chủ nữa. Bản lĩnh quá trời nha. Sao đang nói chuyện lại mất hết tinh thần vậy chứ? Chúng ta là bạn lâu năm với nhau, nếu như mà có chuyện gì đừng ngại nói với tôi, biết đâu có thể giúp cô thì sao? Lúc nãy có người tới thẩm mỹ viện để thâu tiền bảo vệ. Vậy cũng được hả? Vậy cô có báo cảnh sát chưa? Tôi không muốn má chồng với chồng tôi lo lắng. Anh cũng đừng nói với ai nha. Cũng được. Vậy đi, nếu như mà người xấu đó còn tới, cô cứ gọi tôi. Nói cho cùng tôi cũng là bảo vệ mà. Cô có chìa khóa mà, cô tự mở đi. Ôm bưng, có tiếng. Ôm cái gì, bưng cái gì? Nè, nè, nè. Nè. Có chuyện gì? Ở trong đó, tôi nghe có tiếng người thì thầm. Thì cái gì, thầm cái gì? Tiếng gì cũng không có. Bất công nói chuyện với cô. Hồi nãy thật sự có tiếng động mà, sao lúc có anh thì lại không còn nữa vậy? Làm sao tôi biết chứ, có thể người ta chỉ muốn cho cô nghe thấy thôi. Anh nói người ta nào? Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Ê, nè nè nè. Nè nè nè. Con nghe thấy gì không? Đã nói là không nghe thấy rồi mà. Không phải là nói hồi nãy, là bây giờ có tiếng động ở trong phòng. Tiếng chít chít. À, cô nói tiếng này đó hả? Nè, em ở trong đó được có nhảy trên giường có được hay không? Làm người ta sợ được kìa. Nè,
gì? Dạ dạ trời ơi, đừng có ôm tôi. Đau quá, buông ra, đứa cậu chị thôi mà. Nó đó, xài hết cây son của người ta luôn. Trẻ con nhất thời ham chơi thôi mà, thôi kệ nó đi. Kệ hả? Anh có biết cây son của em bao nhiêu tiền không? Nè, nói xin lỗi đi. Nhì ơi, con xin lỗi. Anh ơi, sau này em không dám nữa. Ngoan lắm. Sao gọi anh là anh, gọi chị là gì hả? Nè, tại người ta là trẻ con ngây thơ vô tình, không biết nói dối thôi. Em còn phải tính toán với nó chứ. Tóm lại, khi má nó về, lập tức tiễn nó đi ngay. Thôi được rồi, nó nhiều quá. Anh ơi, em đói bụng. Em không sao chứ, lúc nãy giờ trà chiều em ăn hai bữa rồi còn đói nữa hay sao? Tại người ta đang tuổi lớn mà. Không cản trở em lớn đâu, cũng hên anh mua thức ăn rồi, nấu cho em ăn. Không phải đáng trà gì sẽ nấu sao? Cổ nấu, có phải em muốn ngừng lớn hay không? Nấu cơm thôi có gì khó đâu, em cũng biết nấu. Cái gì? Ai nói chị không biết nấu? Chị không muốn nấu thôi. Cô đừng có chỉ biết nói suông thôi nha, nấu ra được thì phải ăn cho được đó à. Anh dám ăn, em dám nấu. Em dám nấu, anh dám ăn. Đi ra. Có khùng khùng nhẹ. Không được rồi. Nè, anh xuống mua sẵn nữa con ngỗng quay. Em đó, đi rửa mặt của em đi. Y như là đít con khỉ vậy đó. Go. Má ơi má, bây giờ má có rảnh không? Con có việc cần má cứu. Con gái à, không phải con đang tham gia đặc huấn sao? Sao tự nhiên phải nấu ăn vậy? Dạ, tại sáng nay con chạy bộ nên chạy thua về cuối. Vì vậy con bị phạt thôi, phạt nấu ăn. Vậy trên tay con có nguyên liệu gì? Dạ, má đợi con. Có thấy không? Đừng, 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 đừng. Để má chuẩn bị nguyên liệu, rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ món vừa ngon vừa đơn giản. Đó là món trứng xào cà chua. Sau đó qua đây, lấy hai trái cà chua vừa đẹp vừa đỏ này. Cẩn thận nha, vì nước nóng lắm đó, nên đừng có để bị phỏng đó. Bây giờ con sẽ cắt nó ra làm tư. Nè, con phải nhớ đánh nhẹ bằng tay, sau đó thì chan đều lên trên chảo. Con nghe được tiếng động này tức là đã ok rồi. Quan trọng nhất là phải đều, đừng có vừa lớn vừa nhỏ, quá lớn hoặc quá nhỏ cũng không được, có biết không? Wow, ngon quá. Đúng rồi, con thấy không? Hoàn toàn không dính chảo nha. Wow, thơm quá. Thơm lắm phải không? Được ăn rồi, được ăn rồi. Chà, chiên ra y như xác chết hoang dã vậy. Cái gì đây? Chiên cá sủ. Hả? Chiên cá sủ? Sao trầy da tróc vậy hết vậy? Nè, nể mặt đi. Không cần hai người hỏi đâu, em tự trả lời. Cà chua xào trứng, bông cải tỏi xào. Vừa ý chưa? Vừa ý mà à, bọn anh đói tới nỗi bụng cũng nuốt được nữa. Nè, ăn đi, ăn đi. Nè, không phải đến cả món ăn của mình mà cũng không ăn đó chứ. Hay là chơi thú sổ bị ỏi quá vậy? Vui quá ha. Nó giỡn thôi mà, không phải thiệt đâu, ăn cơm đi. Nhưng mà nói câu công bằng, bề ngoài của mấy món này đúng là hơi xấu thiệt, nhưng mà ăn vào cũng ngon. Dạ đúng, lâu rồi em không ăn cơm nhà, đúng là ngon lắm. Vậy thì em ăn nhiều vào, ăn rau. Ăn rau mới cao lớn. Cũng ngon quá. Nè, em phụ trách nấu ăn, ai phụ trách rửa chén đây? Con người của anh công bằng lắm. Cơm em nấu, chén anh rửa. Chỉ là rửa chén thôi mà, có gì khó đâu. Khó gì đâu hả? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Ủa Triết, sao con nói hôm nay không về ăn cơm? Sao con gọi cho má cả ngày mà má không nghe? Con có gọi cho má sao? Hôm nay có cái công ty cố vấn giáo dục nước ngoài gì đó muốn kiếm má mà không được. Kết quả thì kiếm con. Má ghi danh cho con đi du học nước ngoài từ khi nào vậy hả? 2 tháng trước thôi mà.
ra nước ngoài học chuyện lớn như vậy cũng không hỏi con một tiếng nữa. Má định làm xong xuôi 7-8 phần rồi mới nói. Sao má không để tới lúc lên máy bay mới hỏi luôn đi? Vốn dĩ má không quan tâm tới cảm nhận của con. Con tới đó cũng đâu phải lập tức vô đại học liền đâu. Con học mấy lớp đào tạo bồi dưỡng thêm tiếng Anh thôi mà. Còn phải học lớp đào tạo, vậy tức là thêm một năm. Có nghĩa là thêm một năm tiền đó má à. Tiền không phải là vấn đề, má xử lý được mà. Tiền không thành vấn đề, bộ bây giờ trúng độc đắc hả? Bây giờ má lập tức gọi điện thoại qua bên đó hủy bỏ lấy tiền lại. Triết à, tương lai của con quan trọng lắm. Tương lai của con quan trọng hay là coi thường con đi? Má cảm thấy con ở Hồng Kông sẽ không thành tài hả? Má không phải ý này. Không phải ý này thì là ý gì? Bây giờ má muốn bỏ con đi thiệt xa hả? Nghe má nói đi. Má không cần nói nữa. Tóm lại con không đi nước ngoài du học đâu. Má muốn thì má đi cho đã đi. Coi bộ là má cậu cũng không hiểu cậu lắm. Bà vốn dĩ không hiểu mình nghĩ gì. Má nào cũng vậy thôi. Má tôi còn mệt hơn kìa. Không hiểu tại sao người má nào cũng phiền như vậy hết à. Triết à, má mới nấu món canh xương heo hầm cà rốt nè, uống cho nóng đi. Nè. Cảm ơn má. Không có gì. À phải rồi, sao tự nhiên mua chiếc xe cho con tốt vậy? Đúng đó, con có thích không? Dạ thích. À, đúng rồi, chiếc cũ đâu? À, sáng nay lúc má vô quét dọn lỡ tay làm bể rồi. Bể rồi hả? Cái xác đâu? Má thấy bị bể nên má bỏ rồi. Bỏ rồi? Hỏi cũng không hỏi mà má đã bỏ xe của con hả? Có nhầm không vậy? Má mới lập tức mua chiếc mới cho con đó. Cũng giống nhau mà. Cũng giống. Thằng quan kế bên mặt cũng giống con vậy. Nhận nó làm con trai luôn đi. Má có biết chiếc xe đó quan trọng với con cỡ nào hay không? Má xin lỗi. Chiếc xe là quà sinh nhật mà ba tặng cho con mà. Còn là buổi sinh nhật cuối cùng trước khi hai người ly hôn nữa. Sao má làm gì cũng vậy hết vậy? Không hỏi không quan tâm tới cảm nhận của con. Đi nước ngoài du học cũng vậy. Ba với má ly hôn với nhau cũng vậy. Kể cả chị bây giờ bỏ chiếc xe của con cũng vậy. Má có tôn trọng con hay không? Má xin lỗi. Không cần xin lỗi nữa. Má cầm lấy chiếc xe của má rồi ra ngoài đi. Con không muốn nhìn thấy má nữa. Ra ngoài đi. Triết à. Con không muốn nhìn thấy má nữa. Triết à. Má yên tâm đi. Ai cũng nói con nấu ngon hết á. Nhờ má hết đó. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà con gái à, sao đặc huấn của con khó quá vậy? Chạy bộ về cuối bị phạt hả? Dạ, lần này á, phạt con nấu ăn cũng là chuyện nhỏ rồi. Đồng đội của con á, bị người ta phạt á, vừa rửa chén nè, vừa rửa nhà bếp. À, đúng rồi má, khuya rồi, con phải vô đó đi. Vậy con mau ngủ đi, nếu không lại bị phạt đó. Good night. Má ngủ sớm nha. Biết rồi. Bye bye má. Bye bye con. Trời, sao cô sợ như vậy bọn trộm hả? À, tôi còn chưa nói cô đó. Rốt cuộc cô có thù với nhà bếp hay là có thù với tôi vậy? Cô làm tới cái nhà bếp đó. Có tiếng động. Cô lại nữa hả? Không phải đâu, tôi thật sự nghe có tiếng động mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe thử đi. Mau lên. Nè, thật sự là không nghe thấy tiếng gì hết đó. Còn nữa, ma sao lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật được chứ? Không lẽ giống như cô tự mình hù mình hay sao? Tôi nghe tiếng động thật mà. Không phải người thì là tiếng ma thôi. Biết đâu lại là thần tiên. Nếu là thần tiên thì tốt quá rồi. Cô phải mà nói tiếng xin lỗi đi. Nếu không tối nay táo quân nhất định xuống đập bể đầu của cô đó. Xin lỗi. Nè, đợi tôi với. Cái gì, má em về quê rồi hả? Sao lúc nãy em nói má của em đi làm? Em mới nhớ ra, bà ngoại có bệnh. Má phải về quê thăm bà. Mai sáng, má mới về đây. Không biết em nói câu nào thật, câu nào giả nữa. Tóm lại tối nay má sẽ không về đâu. Vậy tính sao đi?
Nếu như thật sự cản trở thế giới của hai người thì em đi. Bye bye. Hay... Nè Tiểu Duyên Tử, Tiểu Duyên Tử, em thở dài tới nỗi tim anh xót luôn rồi. Cho nó ở đây ngủ một đêm đi. Ở đây ngủ một đêm? Anh bị khùng hả? Vậy nó ngủ ở đâu? Chúng ta chỉ có một phòng thôi mà. Yên tâm đi, em nhỏ như vậy, ngủ cái sofa là được rồi. Hai vợ chồng anh chị ngủ trong phòng đi. Với ảnh. Mà hai người có phải ngủ chung sao? Ờ phải, anh chị là hai vợ chồng mà, tất nhiên phải ngủ chung với nhau. Tối nay em với Tiểu Duyên Tử ngủ trong phòng đi. Không được, em ngủ xấu lắm, lúc nào cũng đá trúng má. Cả má cũng không dám ngủ với em. Em ngủ một mình quen rồi. Nè, tối nay tôi ngủ giường, anh tự ngủ sang đi. Yên tâm đi, tôi không thích lợi dụng người ta. Tôi sợ hả? Tôi không hề sợ. Hả? Cô không hề sợ sao? Cô không sợ thì tốt quá rồi. Nền nhà cứng như vậy, làm sao bằng giường cao nệm ấm, chăn ấm thơm tho. Nè, anh muốn sao hả? Muốn sao hả? Nguyệt dạ nhân lan, tôi cũng không điều khiển được bản thân của tôi đâu. Em à, cuối cùng chúng ta có thể trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Ủa điên rồi hả? Sao tự nhiên đá tôi xuống giường vậy? Ai kêu đê tiện, dám mờ ám với tôi? Ai rảnh mờ ám với cô? Xương sẩu không, sói cũng không thèm nữa. Ngủ đi. Nè, là đại thủ, đừng giở trò nha. Không phải bị ma nhập chứ?我把看着我，难道未了解我？如在意，太过做作，追追赶赶，却追不到眼光。真真假假，听到你亦疑惑。如果相信我，来与我走过。 I'll always be yours. I'll always be yours. 将美感释放，卸下你的心魔，一切交给我，请一直开朗，有我看过你，你内心的是我。I'll always be yours.